Happy Friday, xin chào đón tất cả quý vị đến với chương trình livestream. Ngày hôm nay là ngày giữa tháng 9 rồi hả? Vâng. Christian xin kính chào tất cả quý vị đang theo dõi livestream của ngày thứ 6, coi như là nửa tháng 9, cũng 2 tuần rồi. Mới đây mà quý vị thấy không? Tới đây là giữa tháng 9 rồi, quay lại là Black Friday. Tháng có nghĩa là tuần tới là Trung Thu phải không? Tuần tới là Trung Thu chưa? Chắc vậy, em không biết Trung Thu tuần nào mà thấy em bánh Trung Thu ăn gần không biết là ăn mà đến nỗi mà nổi mụn luôn. Hôm nay là Lâm chuẩn bị có nguyên một cái bộ này. Cái này là nguyên một cái set nè quý vị. Cái này là bây giờ quý vị nhìn to. Đó, quý vị cầm tận đây quý vị thấy là nhưng mà hộp xoàn nó đi á, nó đi từ đâu? Từ đây đến đây phải không? Và bên đây là nó đến đây nè quý vị. Đó, từ đây đến đây là hộp xoàn. Hộp xoàn hết luôn, ở phía sau là cái dây bằng vàng. Cái dây này tổng cộng là khoảng gần 20 carat hộp xoàn. Những cái khoanh này là khoanh hộp xoàn, một khoanh, hai khoanh, ba khoanh, bốn khoanh, năm khoanh, bao nhiêu khoanh đây. Mỗi khoanh này là nạm những viên hộp xoàn vuông gọi là princess cut diamond. Bao nhiêu khoanh phía trước đây? Nghĩa là cái dây này nó dài lắm quý vị, nó dài khoảng đâu nó 17 inch hoặc là 7 inch rưỡi cho nó dài 18 inch là, sorry quý vị, này 18 inch. Tổng cộng là khoảng 20 carat hộp xoàn. 14 cái khoanh đó được thiết kế tới 14 cái khoanh đó, giờ nhưng mà còn thêm cái khoanh nhỏ chưa tính nữa. Nghĩa là nó kết nối một cái khoanh lớn với một cái khoanh nhỏ đó. Vàng ở đây nặng khoảng gần gần 2 lượng. Đúng khoảng rồi. Gần 2 lượng vàng phải của đúng. Italy tổng cộng là 20 mấy carat hộp xoàn, 20 carat hộp xoàn nhận invisible đó, nguyên cái sợi dây này. Cái sợi dây này nếu mà quý vị đi mua ngày hôm nay á, ít nhất á, cũng phải là gần 8.000 mấy cho đến 10.000 đô nguyên sợi dây cổ. Mà khi mà làm một sợi dây cổ như vậy nó rất là tốn công. Đầu tiên quý vị thấy cái labor là cái tiếng Việt mình labor là cái gì, cái công hả? Đúng rồi, cái công mà nhận hộp xoàn mà invisible đó quý vị. Cứ mỗi cái một cái hộp đó là người ta tính là $4, là quý vị cứ nhân lên đây là mấy trăm hộp xoàn lận. Nguyên cái sợi dây này ngày hôm nay em sẽ gửi đến quý vị cái giá là 5.800 đồng. $5.800 cho nguyên sợi dây cổ này. Nha quý vị, nguyên sợi dây cổ này. Đó, nếu mà Lâm chuẩn bị đeo lên nó cổ nó bự nổi bật luôn. Đó, nguyên sợi dây cổ này nha. Đó, thì đó là một sợi dây cổ. Bây giờ nói tới cái sợi dây đó thì chúng ta lại có một cái lắc tay đi cùng với cái đó luôn. Cái này khoảng một lượng vàng nha quý vị, một lượng vàng. Bộ trang sức luôn. Đây. Đó, cái vòng này đặc biệt lắm quý vị. Cái vòng này đi cũng từng khoanh y chang như nãy luôn quý vị, cứ khoanh này rồi đến khoanh nhỏ y chang cái dây cỏ luôn. Thì mỗi cái viên hộp xoàn này lại là hộp xoàn tròn, hộp xoàn này là 2 ly cho mỗi viên. Thì mỗi cái khoanh này là bao nhiêu viên, mỗi khoanh này là như 10 viên hay bao nhiêu đó, thì quý vị thấy là cái này là ít 4, nhất cũng 8, phải là mười mấy carat hộp xoàn, cũng phải gần 10 carat hộp xoàn đó. 12 viên cho cái khoanh bự và 6 viên cho cái khoanh nhỏ, phải là từ 8 carat hộp xoàn hay bao nhiêu đó. Nói chung là nguyên cái vòng này khoảng một lượng vàng, những viên hộp xoàn này rất là sáng quý vị. Nước y nước ép lận. Và cái vòng này ngày hôm nay sẽ gửi đến quý vị cái giá là 4.500 đồng hay là 5.000 gì đó em không nhớ, khoảng đâu đó 4.800 đi. Rồi cái dây cổ nã mình nói là 5.800, còn cái dây này là 4.800 đó. Nguyên sợi luôn quý vị, quý vị thấy đây ngang đó, nguyên sợi luôn, hộp xoàn đi kín hết luôn quý vị. Cứ đi khoanh này đi hết nguyên sợi để vàng nặng một lượng vàng 4.800. Thì quý vị nào đang theo dõi chương trình, quý vị gọi trực tiếp cho số phone Lâm trợ vị phía sau đây nè quý vị, 310-968-0577. Một lần nữa, 310-968-0577. Quý vị gọi trực tiếp và một lần nữa nhắc quý vị là subscribe phải không? Quý vị nhớ vô trong cái phía dưới, quý vị nào đang theo dõi chương trình mà hôm giờ em thấy rất là nhiều quý vị coi mà không bao giờ subscribe với đó. Quý vị nhớ subscribe. Coi mà bây giờ subscribe. Phải subscribe. Chắc nhiều khi quên. Đừng quên nha quý vị subscribe. Chỉ cần làm một lần thôi, quý vị làm một lần nữa là đủ rồi. Đây quý vị. Quý vị nhìn những viên hộp xoàn này, quý vị nghĩ bao nhiêu ca vậy? Cứ cần đeo thử đi để quý vị đoán đi nè, từ xa xa. Quý vị nghĩ cái viên này nhiêu ca ra? Quý vị chẳng nghĩ này nhiêu ca ra. Quý vị thấy hộp xoàn nó đi rất là đặc biệt quý vị. Nếu em mà có chừng đó, quý vị thấy dưới đây nè, cũng 3 carat. Dưới đây nè, hộp xoàn nó đi baguette. Đó, rồi nó đi phía trên đây ha. Đó, nó đi đây baguette nữa. Thấy không, chính giữa này baguette, rồi hai bên đây là hộp xoàn Michael Pavé. Đó, wow. Cái chừng đeo mà cũng thấy bự, đeo vào tay nổi không? Hay là chật nó không nổi ha? Đó, quý vị thấy là cái chừng đeo cái tay á, là nó, cái tay nam mà cái bề ngang nè, che hết luôn cái này. Nhưng mà cái hộp xoàn này có 8 ly mấy thôi quý vị, nghĩa là khoảng 2 carat thôi.
Wow, cái vỏ nó làm cho cái viên này em tưởng nó 3 gram mấy, nhìn nó to vậy quý vị. Cái vỏ này á làm rất là đặc biệt. Quý vị thấy cái vàng hột xoàn, cái đẹp ở là cái vỏ vàng hột xoàn phía dưới đây nè, nó đi hột xoàn ống mà nó đi giống như là cái ly kem hả, giống như là cái ly á, và nó đi hột xoàn vậy. Thì khi mà người ta đi hột xoàn như vậy, quý vị ông, là nó tốn rất là nhiều kim cương, mà ở tận ở phía dưới đáy này nó cũng đi thêm một cái đường hột xoàn nhỏ nữa quý vị. Nghĩa là tất cả hột xoàn ở đây người ta phải được tính toán chi tiết, làm rất là tỉ mỉ để làm lên cái nhẫn này. Cái nhẫn hột xoàn này chỉ có 2 carat thôi, 8 ly, nhưng mà nó rất là to. Và cái viên hột xoàn này là khoảng là nước ép và là SI đó, nhưng mà cái vỏ này là toàn là những viên hột xoàn nước đi và là VVS trở lên, không à, vàng 18 hay 14 em không nhớ nữa. Thì nguyên cái nhẫn này, cái vỏ này không, nếu mà quý vị mua ít nhất khoảng là 3.800 đến 4.000 đô la, cái vỏ này mình bán là khoảng 4.000 đô la. Cái viên hột xoàn này không, mình bán ít nhất cũng phải là 10.000 đô la, là 10 tổng cộng là 14.000 đô la. Thì ngày hôm nay Lâm chuẩn bị để cho quý vị trọn vẹn nguyên cái nhẫn này luôn, nguyên cái nhẫn này luôn, ngày hôm nay là giá chỉ có 11.000 đô la thôi. 11.000 đô la quý vị không mua được cái nhẫn này cái giá này. Rồi, lần nữa 11.000. Nói tới cái nhẫn đó đó, thì bây giờ mình cũng phải tiếp tục giới thiệu quý vị một cái nhẫn khác nữa. Cái nhẫn này á là không thua kém gì chị em cái nhẫn đó. Cái này nhìn đây, quý vị thấy cái hình gì đây? Nó chân cầm thử coi ta. Christian cut hả? Radiant. Radiant. Radiant khách quý vị, mà cái hộp này cứ chẳng nghĩ là bao nhiêu carat. Hồi nãy đoán nghe bị sai, hỏi nhiều nói đoán 3 carat, ai ngờ nó có 2 carat. Cái này chắc cũng 3 carat. Này là chắc gần đúng 3 carat, lẻ 6, 9 nút. Đó, coi như là quý vị Đẹp thấy không? không? Mà cái này á, là Nó cái đẹp kiểu, không? lại là một cái kiểu cũng có cái sự độc đáo riêng, là bởi Quý vì vị thấy không? nó không có cái gì xung quanh hết phải không? Chỉ có đi hộp xoàn kiểu cũng 3 chiều, nếu mà dọc hai bên, rồi phía trước đó, rồi phía phía sau, rồi nói chung là cái hộp xoàn này thì là VVS Lập sạch lại hoàn hết. hảo luôn. Cái Wow. này có nước chiên, nước ép mà nó trắng vậy á. rất là trắng và rất là sạch, sạch hoàn hảo, và cái giá cắt này là excellent. Vì thấy nó lấp lánh không? Xa thử coi, nếu mà từ xa là quý vị thấy cái hộp xoàn nó bự không, nghĩa là quý vị, cái này là không có cần cái gì xung quanh đấy phải không, không có cần gì xung quanh hết, chỉ có cái cháu thôi. Một cái hình vuông bự vậy thôi. Đó. Đẹp lắm. Thì cái này quên Vâng nói giá. em. Cái này cái nhẫn này ít nhất phải là 40.000 đô la. Vậy em. VVS Clarity 40.000 đô la. Ngày hôm nay em sẽ gửi đến quý vị một cái giá quý vị không nên từ chối được nha quý vị, là 16.800 đồng. Giống như là quý vị mua cái hộp xoàn 2 carat thôi, mà khi quý vị nói tới hộp xoàn, cái viên hộp xoàn 1 carat nhiều khi quý vị cũng có 5.000 đồng, đúng không? Nhưng mà lên tới 2 carat nhiều khi nó lên nhiêu? 30.000 luôn quý vị. Bây giờ nhiêu quên, 16.800 đồng. 16.800. Nãy giờ là mấy món rồi? 4. 4 món. Giờ trước khi qua hai cái món hàng cuối cùng là hai món hàng rất là đặc biệt, thì Lâm Trường Vĩ cũng giới thiệu đến quý vị một cái món hàng này cũng rất là đặc biệt luôn. Đây là một cặp cá khôi, đẹp cá quá. chép Nhật. Mà ngày từng trong cái tháng này chúng ta là đang trong tháng gì? Tháng 9 là đá sapphire, cho nên là cái con cá này là một cặp cá vừa sapphire vừa 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 cái gì quên này, vừa ruby đó. Cặp Thấy cá nó này làm đẹp rất là đẹp quý vị, ruby của Miến Điện và Đó, sapphire mình của thấy Ceylon. đẹp không? Mà sang, thật là sang. Tại vì ba cái màu nước này nó phối hợp với nhau, quý vị thấy không? Đỏ, vàng, trắng, đen hả? Xanh. Xanh. Hả? Bốn màu. Cặp cá này em sẽ để cho quý vị cái giá là 1.700 đồng. 1.700 đồng một cái này là một cái pin cài áo, áo cái hoặc là một cái mặt dây chuyền chuyền luôn. luôn. Nếu mà có chần đeo lên cổ, nếu mà nam đeo á, là quý vị thấy là nói chung hôm nay mặc áo sao cái cổ kính vậy, Không, mở để cái cổ đây á. đây. Nhưng mà đeo lên cổ cái này nhỏ, nếu mà đeo lên cổ lên vậy nè quý vị. Nếu mà hôm nay sắm đeo dây chuyền nè đó, nếu mà nam đeo quý vị thấy rất là mạnh mạnh mẽ lắm, đúng không? Đó quý vị thấy không? Cho Cá nên là nguyên một cặp cá luôn, nãy nó nhiều 1.700 ha. Rồi 1.700 nha quý vị. Đó, đây là cái cặp cá rất là đặc biệt. Ở phía sau nó có cái đồ móc sẵn luôn, móc vào. Rất là đặc biệt. Rồi, và bây giờ chúng ta xin giới thiệu đến quý vị hai món hàng cuối cùng ngày hôm nay. Hai cái món hàng này đối với Lâm Trường Vĩ cái trị giá của nó rất là đặc biệt. Mình cũng không có muốn biết bán bao nhiêu, tại vì cái này là một cái hộp xoàn có giấy GA kiểm định. Đây là một cái nhẫn hộp xoàn mà bây giờ quý vị nhìn lên từ xa xa thì quý vị cho em biết là cái màu này quý vị đang thấy là màu gì đây. Đây, nó làm chị bị đeo cho quý vị Nó thấy. hơi pink phải không?
Đó, như quý Trần nói cho quý vị nghe rồi đó nha. Nó hơi pink nha, hồng nha. Mà quý vị biết, hôm giờ quý vị nghe những quý vị nào mà hay theo dõi những cái chương trình mà về 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 thế giới nghệ sĩ của nước ngoài á, là cái cô mà Jennifer Lopez cũng có hột sần màu hồng đó quý vị, mà cách đây mấy mười mấy năm của Engage là cả mười mấy triệu đó. Đó, quý vị nhớ cái hột sần hồng đó không? Thì ngày hôm nay hột sần hồng đã đứng một cái vị trí gọi là hàng hiếm khủng khiếp trên thế giới và không ai có đâu. Cái điều đặc biệt hơn nữa là sao? Chúng ta có giấy GA đó. GIA, màu pink diamond, và cái viên hột xoàn này là 7 ly 88, một con số rất là tuyệt đẹp. Có nghĩa là nó hình giọt nước 7 ly 88. Cái viên hột xoàn này là màu hồng của GIA nha quý vị, GIA. Đẹp lắm. Cái này là em mới vừa giấy chứng nhận vừa gửi về là tháng 2 2018. Và cái nhẫn màu hồng này là nặng 0.72 poi, có nghĩa là nó dưới 1 gara, nhưng mà nó là Nhìn 7 to ly quá. 88, có nghĩa là gần như 8 ly. Đó, cái viên hột xoàn này. Cái viên hột xoàn này và được thiết kế trong một cái vỏ cũng nạm hai tầng hột xoàn màu hồng. Rồi Dạ. thêm hột xoàn màu trắng, rồi cái vỏ này là người ta phải đặt, em đặt cái vỏ này là từ hình như là 6 tháng ở bên Hồng Kông. Người ta làm người ta đem qua đây cho mình để mà nó nhận vô trong cái hộp sần hồng này. Rồi hộp sần hồng này đối với em nghĩ ít nhất trị giá của nó cũng phải 20.000 đến 30.000. Đó, cái giá đó là cái giá mà theo cái thị trường mà trading, có nghĩa là không phải là thị trường bán lẻ ở ngoài đâu, thị trường của những người dealer với nhau đó. Em đang coi giờ đồng hồ. Nhưng mà ngày hôm nay em sẽ gửi đến quý vị cái nhẫn hộp xoàn này với cái giá là 12.800 đồng. Quý vị không bao giờ quý vị đi mua được cái nhẫn hột xoàn này mà cái giá đó em bảo đảm quý vị đi ở đâu mà quý vị thấy cái hột xoàn đó với giấy chứng nhận GA mà hột xoàn màu hồng như thế này, mà với cái vỏ hột xoàn này, quý vị thấy cái vỏ này của Trần đeo, cái tay của Trần là trở thành em bé, cái vỏ này là trở thành vĩ đại, nhỏ hơn cái tay của Trần luôn. À, mình, To tay của hơn. Trần nhỏ hơn cái này được rồi, 10 10 13.800 13.800. hay là 14.000 thì nói chung là em cứ để cái số lẻ lẻ vậy nghe cho nó êm tai thôi, thì 14.000 là đúng chính xác nhất. Bây giờ còn nhiêu phút, còn 1 phút cuối cùng, 1 phút cuối cùng thì em sẽ giới thiệu quý vị cái đồng hồ này. Cái đồng hồ này là một cái đồng hồ được làm bằng platinum. Nãy giờ quý vị thấy cái đồng hồ đó, mời quý Trần đeo lên thử. Quý vị thấy này bằng platinum đó, quý vị thấy đồng hồ platinum không? Wow, platinum. Nhưng mà nãy giờ nhiều người đang coi nó, ủa cái đồng hồ cái quái gì mà không thấy cái đồng hồ ở đâu, Đúng cái đồng hồ này không đâu rồi quý vị, này không, này có cái khóa vặn lên dây đồng hồ phải không đó, bằng platinum hết luôn. Hột xoàn này là 3 ly mấy không quý vị? 3 ly rưỡi hết, 3 ly rưỡi xuất sắc, nước y nước đi VVS platinum mấy chục viên vậy nè. Đó, giờ cứ chần coi giờ giùm cái đi, coi ở đâu giờ mở làm sao đó. Giờ quý vị nhìn thấy, quý vị thấy coi mở làm sao đây nghĩ chắc mở hai bên không? Đó, mở hai bên Phải đó. không? Có biết đâu. Đúng rồi. Đó, à. bóp vô một cái quý vị, cái này nó nhẫn Rồi. đồng hồ, nếu bóp vô một cái nó bật Hay ra, không? nó gọi là sao, kiểu mở làm sao. Cái kiểu này là cái kiểu phải nói classic á, xưa á. Đó, dần 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 che lại, Đúng che rồi. lại, che lại, ủa mà che lại sao đèn cái nút nó như là có cái nút ấn gì đây nó không biết đó. Rồi quay đèn đó, click vô cái vậy phải che lại, nó thành cái lắc tay. Và ở trên đây có cái hột xoàn Mokey chiều dài là 6 ly mấy, rồi xung quanh hột xoàn baguette, nước y nước đi xuất sắc, ở đây 3 ly rưỡi, 3 ly rưỡi rồi xung quanh hột xoàn. Cái đồng hồ này được làm bằng platinum, cái đồng hồ này ít nhất cũng phải là trên 7 đến 85 năm trở lên. Và cái đồng hồ này khi người ta thiết kế ra, em chắc chắn với quý vị là họ làm cho một cái người rất là đặc biệt. Cái đồng hồ này nó không phải là một đồng hồ bình thường người ta làm ra đâu. Cái đồng hồ này làm ngày xưa với cái thời đại đó, người ta làm cái này ít nhất phải là 1 năm trời mới làm xong cái đồng hồ này. Và ngày hôm nay đồng hồ này ít nhất là phải từ 30, 20 mấy đến 30 ngàn, bởi vì nó không có còn xuất hiện Đúng trên 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 thị trường nữa. Những cái đây là những cái đồng hồ gọi là đồ collection rồi. rồi. Thì ngày hôm nay em sẽ gửi đồng hồ này cho quý vị với cái giá là 6.500 đồng. 6.500 đồng. Rồi. 6.500 đồng. Nhớ nha quý vị. Giống như quý vị 6.500 mua đồng. Cái một cái hột xoàn 1 carat chơi cho vui vậy đó mà Rồi xong 6.500 rồi. đồng. Rồi bây giờ nhá hàng lại cho quý vị coi lần nữa thôi nha quý vị. Đầu tiên là cái dây chuyền nha quý vị. Đây, dây chuyền 1. Dây chuyền này là 5.800. Rồi đến cái lắc tay này là như quên rồi. No. Quên. Ok thôi bây giờ hết giờ quý Không. vị. Hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau. Chúc quý vị một buổi tối thật là nhiều hạnh phúc cùng gia đình. Vâng, Khánh Trần cũng vậy. Chúc quý vị cùng gia đình một weekend thật là vui vẻ. Hẹn gặp lại tuần sau. Xin chào tạm biệt.